Mới đây tại Hà Nội, Tổ chức Helvetas Việt Nam đã tổ chức hội thảo mở rộng sáng kiến thương mại sinh học trong lĩnh vực dược liệu tại Việt Nam do Liên minh châu Âu tài trợ. Việt Nam có nguồn nguyên liệu tự nhiên lớn làm nguyên liệu đầu vào cho các ngành dược liệu mỹ phẩm và thực phẩm. Tuy nhiên, nguồn cung hiện tại đang giảm mạnh. Chính vì vậy, mục tiêu của dự án nhằm cải thiện sinh kế của những hộ nông dân thông qua việc tham gia vào các chuỗi giá trị thương mại, nâng cao kiến thức và kỹ năng trong việc trồng, thu hái và chế biến các nguyên liệu tự nhiên theo hướng bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường, góp phần vào việc hoàn thiện khung chính sách thuận lợi cho các sáng kiến thương mại sinh học, thúc đẩy sự phát triển bền vững ngành dược liệu tại Việt Nam. Dự án được triển khai từ năm 2016 đến 2020. Phát biểu tại hội thảo, ông Alexandro Montalban, trưởng Ban Hợp tác và Phát triển của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, chia sẻ, dự án sẽ giúp Việt Nam trở thành quốc gia được quốc tế công nhận về cung cấp các sản phẩm từ hợp chất tự nhiên cho các ngành dược liệu mỹ phẩm và thực phẩm. Dự án giúp các doanh nghiệp dược tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để xuất khẩu và nâng cao tính cạnh tranh.